Hello, tiếp tục trở lại thì hôm nay mình sẽ chuyên mục nhập mã code đi và nhận xe nha. Và đây là mình sẽ vào nhập mã code đi các bạn. Thì cái mã này mình chỉ có hai mã thôi. Để coi mình sẽ nhập thử con mã nào xài được nha. Và mình sẽ sau đó tiếp tục mình sẽ làm nhiệm vụ và quyết tâm nhận được chiếc xe đỏ nha các bạn. Nhớ đón xem mà không phải bỏ qua một phần nào nhé. Và trước khi các bạn xem á, cho mình một like share nha các bạn. Và bấm nút chuông đăng ký kênh của mình. Và mình đã nhập một mã không thành công nha các bạn. Giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ nha. Và đây là bộ đồ mới và tuyết rơi nè các bạn. Đó. Giờ mình sẽ đi dạo phố vòng vòng. Thì mình sẽ chuẩn bị đi làm nhiệm vụ nha. Và đây là mình nè, chiếc áo mới. Ê cha, mình vừa phát hiện một đoàn diễn viên tại khu phố La Sa, thì có hai bạn đang đóng phim được các bạn. Đó, hàng nằm hàng chạy kén. Giờ mình đứng đây mình coi thử coi tụi nó làm gì nha. Rồi, sáng sen. Giờ Anh nhà ở đâu? Ô mẹ ơi, em không vô đâu anh, mà em bật cờ xin lên thế của anh. Anh không cho đâu. Khóc rồi cười nhớ một người. Đừng khóc nha, hãy lên đi anh cùng em. Ok, giờ mình đã quay trở lại và mình tiếp tục cùng đi dạo một vòng nha. Rồi để nó cứ diễn đó diễn luôn hoài. Video này là mình quay từ 23, 24, 25, 26. Thì hôm nay mình sẽ tổng kết lại. Mình sẽ gặp lại làm cho xong hoàn thiện cái video này để mình tiếp tục còn ra video mới nữa nha. Là nhà mình đang ngồi trên ghế nè, tuyết rơi rất là đã luôn. Và mình đã thay đổi đồ nè các bạn. Đó, mình đang đi trên xe buýt nè. Giờ mình sẽ đi vòng quanh Hồ Tới rồi. Giờ mình sẽ đi xuống nha các bạn. Bạn nào mà nghe không rõ giọng mình á, thì các bạn có thể chỉnh loa lớn lên nha. Và tiếp tục mình leo lên mình ngồi ở trên đi các bạn. Và đây là mình ngồi phía sau nè. Giờ mình sẽ đi một vòng xe buýt nha. Thì hôm nay chị Chi Giáng sinh rất là vui luôn các bạn. Thì mình ráng up video này cho ngày hôm nay và đến hết cuối năm thì mình sẽ up video mới nha các bạn. Và các bạn nhớ xem video thì nhớ bấm nút like cho mình nha. Và đừng bỏ quên mình. Bạn nào có thấy cái giọng mình kỳ quá có thể thông cảm với mình nha. Và đây mình đang nằm trên chiếc xe này các bạn. Không khí mùa Giáng sinh. Vì hổm dài mình không có thời gian up video nhiều nên là hôm nay mình làm video này để mình up lên. Tại vì video này khá là dài nha các bạn. Video dài là chủ đề là sẽ đi chơi Giáng sinh vòng vòng trong cái khu Lan Sa này và đi làm hoàn thành nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ để nhận được chiếc xe màu đỏ các bạn. Các bạn nhớ xem video đến cuối nha các bạn. Sẽ có điều bất ngờ về chiếc xe màu đỏ và cái tốc độ của nó như thế nào. Mình đã từ chiếc xe buýt xuống rồi nè, giờ mình sẽ đi dạo một vòng nha. Wow.
Thì còn mấy ngày nữa là hết Giáng sinh rồi, thì mình cố gắng tranh thủ ra cái video này để cho các bạn xem. Và tiếp tục mình sẽ Chào tiếp chơi nha một mày. cái trò ném tuyết nha các bạn. Thì mình chơi ném tuyết không biết Đây rơi mình được gì sẽ nên mình chơi phải trò chơi. tuyết, Tôi sẽ chọi chọi hơi thử các trúng bạn ai này, không nha, nhưng hay mà là không có chọi. trúng. Và tiếp tục mình sẽ chọi, mình đã đạt được mục tiêu À, hận mình đã ném đạt tuyết mục nha các tiêu bạn. là hận ném tiếc nha các bạn. Thì bạn nào Và muốn mình có sẽ bộ nồi chơi đỏ ném giống tiếc như một mình nè, thì cái mã lần. code đi á, thì các bạn Ừ. có thể xem được trên kênh Và đây TikTok mình còn hoặc hai cái hộp là quà nha các bạn. YouTube của Mình đã mua gần Lay hết đống đồ Together, thì nó rồi. cho Mình các bạn còn cái mã code đi để nhập 265 vô nữa. hoặc là các YouTuber Và khác đây á, là sự kiện thì nha các các bạn bạn. có thể xem video tại Chơi chiếc đó xe đỏ 1.700 và nha. nhập cái mã Tiền code để đi đi xe này để đỏ nhận thì được còn lấy món được bao quà nhiêu. bộ đồ đỏ Noel nha các bạn. Mình sẽ đi dạo vòng con phố. Mình sẽ đi Thì vô mình cái cắm sẽ đã trại chơi chỗ này. đi xong mình sẽ đi một vòng, mình sẽ đi vô đây, Và trước mình khi vô quanh cắm nào lại trại thì không biết mình mình sẽ sẽ đi ra nào, thì mình để suy tọa lạc nghĩ đảo mình sẽ đảo làm gì trước. Giờ mình quẹo vô đây Nè nha, miền Nam nè các bạn. mình sẽ đậu ở đây và Khi nào mà chờ muốn đợi. mình làm video gì thì hãy Mình sẽ comment coi phía hết dưới cho danh mình sách nha. này cái quảng Thì mình cáo của đã nó, xem video. tại vì mình có tour qua, mình có bỏ qua cái hai cái quảng cáo các bạn. Và mình đã xem quảng cáo xong mình sẽ Và nhận tiếp thưởng nha các theo bạn. mình sẽ nhận thưởng, đây là xu và tiền. Mạng nó hơi Và yếu, mạng nó nó bá yếu yếu các nên là bạn nên không nâng cảm cao. nha. Và đây Và là đây mình nhận 80 20 tiền, xu băng và 20 xu,60 tiền 20 xu băng, và 30 xu 80 băng. tiền, 30 xu băng. Và đây là cái xu để mình nhận được chiếc xe Thì các bạn. mình tiếp tục xem quảng cáo Giờ nha. mình sẽ tiếp tục xem những quảng cáo còn lại với các bạn. Mạng nó hơi yếu, nó lắc quá nên là nó xây chậm. Giờ mình đã xem xong, giờ mình sẽ Và đi tiếp theo mình làm nhiệm vụ sẽ là thôi. đặt là mình Let's sẽ đi vô đây, vô khu cắm trại. Bạn nào có thấy lâu thì không Mình sẽ cảm vô mình khu cắm nha. trại làm nhiệm vụ hôm nay, thì các bạn thông cảm chờ đợi nha, đi nó hơi chậm. Và đây là mình sẽ nhận Và bạn mình làm đã nhiệm vô vụ nó trong, ghép mình khu sẽ cắm nhận trại. hết cái nhiệm vụ này. Và đây mình Thì sẽ nhận mình kim bây giờ cương mình nha các bạn. sẽ Và mình vô đây sẽ nhận đi làm cương tiếp các bạn. nhiệm vụ nha. Và mình sẽ Đây lại là hai hai cái người con, một này con nai, đó, có hai lộn người con này người cái mập, video trước mình có và một nói rồi đó, cậu bé rồi ngồi khóc. con hươu nè, Giờ mình còn rồi nhảy. già nhỏ Và đứng mình khóc. sẽ bắt đầu làm Bây giờ nhiệm vụ mình nha. sẽ làm nhiệm vụ mà mình sẽ Các bạn kiện thấy chỉ hay cách thì cho nhớ các cho bạn mình like, hoàn subscribe thành cái nhiệm kênh vụ của mình và nha. nhận được quà được nhiều Nếu số đâu có băng nha sai các bạn. sót thì xin thông cảm Lại bấm bấm like vô cho cái mình dấu nha. hỏi này nè các bạn, đó Ở đây mình bấm sẽ vô cái làm dấu nhiệm hỏi vụ là nha, nó mình sẽ sẽ hiện đi cái danh mua sách cái này, vani. mình sẽ đi làm Hình cái như con đó. này nó có Và loại đây như nó là ăn bạn quà sẽ luôn đi các mua bạn. cái vani cho cái chú na từng hôn này. Giờ mình sẽ đi vô nha, Thì mình sẽ đi ra ngoài mình mình mua sẽ kem đi nha. lại cái quầy kem á, mua cái kem vani này Đi bộ chi ha, lấy xe cho chạy cho nó nhanh. con hươu từng hươu gì đó. Xiêu. Giờ mình sẽ đi nha. Mình đã tới chỗ quán bán kem rồi, thì mình sẽ mua một cái kem vani, thì kem này chỉ có 15 thôi. Ở đây kem vani chốt đơn, và mình sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ nha. Mình sẽ đi vô đây, đi lại cái vị trí của lúc nãy. Các bạn ráng đợi qua khúc này nha. À, đây là cái chỗ này nè, mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mình sẽ nhận tiền thưởng. Các Và quảng cáo quảng nó hơi cáo lâu, mình mình đã quên có các bạn. tour qua các bạn. Có tour qua một khúc. Thì mình sẽ mất thời gian của các bạn nên là mình đỡ tua qua cái video quảng cáo và mình sẽ nhận. Và đây là danh sách nhiệm vụ của mình nè, thì mình sẽ tiếp tục xem quảng cáo nha.
Mình sẽ tiếp tục đu nghiêng nghiêng. Mình đã xem một quảng cáo đó xong và mình sẽ làm nhiệm vụ tiếp tục. Và mình sẽ qua đây coi mua nên mua cái gì nè. Và mình đang suy nghĩ không biết mua hay là mình sẽ làm nhiệm vụ tiếp. Đó, cậu bé đang đứng khóc nha các bạn. Và mình đã ra được 650. Thì mình sẽ nên là mua hay không mua nha các bạn. Và mình sẽ lựa có món gì mình sẽ mua trước này. Và đây mình sẽ mua một chiếc xe này, xe đẩy tuyết nha các bạn. Rất là xịn luôn. Còn xíu nữa là tới học bảo vệ, mình sẽ cố gắng làm hết cái nhiệm vụ này để lấy được một chiếc xe đó nha các bạn. Và đây mình sẽ đi mua hamburger nha các bạn. Mình sẽ tua nhanh nha. Và mình sẽ tua nhanh cái clip này nha. Giờ mình tiếp tục làm nhiệm vụ nha. Hôm nay mình sẽ làm nhiệm vụ hết. Và mình sẽ mua hamburger nè. Và đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách hoàn thành nhiệm vụ luôn. Và mình có tua hơi nhanh xíu các bạn. Thì mình xem cái cáo mà mình bảo đã bỏ qua. Và ngày tiếp theo mình đã được 129 kim cương 9927. Thì mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ nha. Mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong vòng hôm nay. Các bạn cùng đi theo mình. Hôm nay mình đã xong nhiệm vụ và mình ngày thứ 2-3 gì đó mình không nhớ. Thì mình tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi nào mình nhận được chiếc xe màu đỏ thôi nhé các bạn. Và mình cùng đi thôi. À, trước khi làm nhiệm vụ mình đã phát hiện ngoài sau lưng của từng hô các bạn. Thì có một cái hộp quà đỏ đây nè các bạn. Không biết các bạn hôm bữa giờ có để cái hộp quà đỏ ngoài sau lưng này không? Thì mình đã tình cờ phát hiện thấy cái quà đó nè. Đó, nó đeo ngoài sao các bạn. Giống như một cái ba lô vậy. Thật là món quà nó giấu ở đó. Và mình bắt đầu vào mục tiêu là đi làm nhiệm vụ với các bạn. Và mình cùng sẽ chọn một cái gì đã. À, đây là nhiệm vụ tiếp theo mình đó, phù hợp sẽ với nhiệm vụ tiếp theo các bạn. Ở đây là mình được cái áo đỏ quần đen, áo đỏ váy đen, giày đen mỹ. Rồi ở đây là số tiền màu vàng còn nhiều nha. Và đây mình sẽ ở đây là mình cố gắng cài nha các bạn. Thì video này thì mình không biết nói gì nhiều nữa, thì có gì mình sẽ nói cho đây là mình hiểu. Sẽ và bạn nào không hiểu cái cài bỏ qua tới một hộp đếm này nha. Mình đã mua hết đó, mình cái sản phẩm ở đây các bạn. Và mình sẽ quyết tâm và mua đây còn một hộp quà cuối cùng nha các bạn. Và mình còn lại hai cái món đồ mà không đủ sản phẩm, mình chỉ mới có 1.000 mấy thôi. Và mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nha trong vòng hôm nay. Nếu mà hôm nay mà không hoàn thành nhiệm vụ phải là ngày sau mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ. Các bạn xem hết video mình để biết cách đi làm quà nha. Tại vì mình có tu nhanh các bạn. Và đây là mình đã làm xong nhiệm vụ nè. Thật sự là livestream là này nó có cập nhật mùa Giáng sinh, mình rất là thích luôn. Vì không cảnh tuyết nè, tuyết rơi nè. Và làm nhiệm vụ những xung quanh nè. Đó, có các sự học và sự kiện nè. Trời ơi, rất là hấu vị luôn. Ở đây mình được 17.000. Thôi lộn, mình được là 1.765 tiền. Thì mình sẽ mua được gì ta? Không biết là nó sẽ đầy cái cây này không. Thì mình sẽ mua thử một món coi nó đầy không nè. Bây giờ mình sẽ mua lần trước ta các bạn là cái nền. Thì mình sẽ chọn lại cái bảng
Còn đây là các bản hiệu của Play Together nha các bạn. Play Together màu đỏ và trang trí mùa Giáng sinh nè. Thì mình sẽ lấy những món này mình sẽ trang trí đỡ nhà mình, thì khi nào mình có điều kiện mình sẽ mua thêm ngôi nhà. Tuyết rơi rất là đẹp luôn, mình sẽ đi vô khu vực chạy nè. Và đây là mình nè, mình sẽ làm nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ hôm nay là thì quyết tâm là sẽ nhận được chiếc xe màu đỏ nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đi làm nhiệm vụ nha các bạn. Cùng đi nhận bức thư ước nguyện thôi. Mình sẽ đi dạo một vòng nha các bạn. Phố đây Giáng sinh rất là đã luôn nha các bạn. Có chiếc xe buýt màu đỏ kìa. Mình đã làm xong những đồ rồi, mình sẽ đi có cái xe buýt màu đỏ. Và mình sẽ cố gắng cái
Thì hôm nay mình sẽ đi nhanh nha các bạn, đi bộ. Thì mình sẽ đi bộ ra cái bờ biển. Ở đây mình đã chạy ra cái hồ này, cái biển. Đây mình sẽ ra chỗ này. Mình sẽ chọn đồ, mình sẽ thay đổi cái đồ. Và đây mình sẽ lột cáo này ra. Và đây cài, lột cài ra luôn. Và mình sẽ lột dài, lột váy ra luôn. Cả quần và mình đã mình sẽ lột đồ ra, mình để không mình chọn cái đồ để câu. Mình sẽ chọn cái tóc này, tóc ngắn đi. Nên mình sẽ chuyển nhiều đi con cá. Đó, mình sẽ để mấy tóc mới và màu cũ. Các bạn cũng hay gặp video của mình nha. Dạ, mình câu thôi. Mình sẽ đợi cái câu nha. Mình đã câu cá xong rồi, mình chọn lại cái bộ đồ nãy mình bận đó bạn. Đó, mình vẫn để tóc ngắn đi. Mình sẽ chọn thử đồ. Đó, rất là hợp luôn. Tiếng hình. Ok. Giờ mình sẽ hết cho mình. Và mình sẽ đi hết ra ngoài. Còn đây là mình đã vô nhà mình nè. Còn đây là mình đứng trước cái nhà mình nè các bạn. Bạn nào muốn mình làm về video gì hãy comment để viết cho mình nha. Và các bạn có hát nào thì mình sẽ làm. Trước khi làm hát thì các bạn nhớ cho mình một nút đăng ký lên nha. Mình sẽ đi dạo nè, để quay TikTok. Quay cái trên mùa đông các bạn. Và đây mình sẽ đi dạo một vòng phố. Đi từ từ la giặt tụi nghe nhớ tẩy chị ơi la cái ánh sáng đó là cái nhà của mình đó bạn. Ai chia mỏi rồi mà có cái nhà nào á là hiện cái ánh sáng đó là nhà là biết nhà của mình nha. Và mình sẽ đi dạo khu phố. Rất là vắng luôn. Vì nãy giờ có mình với chiếc xe màu đỏ này. Và có một chiếc inbox. Comment ở phía dưới cho mình để vào nhóm chơi nha. Vì hôm trước thì mình đã có một nhóm rồi, không biết sao nữa các bạn nó lại nghỉ nữa. Thì hôm nay chỉ còn một mình thôi, thì mình sẽ đi một vòng. Bạn nào mà muốn chơi cùng mình thì bình luận ở phía dưới video cho mình nha. Nhà mình đã có lập cái nhóm mới nha các bạn. Và đây nào muốn chơi tham gia chiếc vào ngày mới mình đã hai bộ đồ mới nha các bạn. Nhà mình đã mới chơi lại. Hôm nay mình sẽ tiếp theo mình tiếp tục lại. Mình rất là hứng nha các bạn. Còn một mức cuối nhiệm vụ nha các bạn. Mình mới rồi. Được bạn mình đã trụ cái cánh đó các bạn. Đây chạy và còn một bước 1715 mình sẽ mua cái này. Yeah. Oh, một cái nền nhà đen tuyết rơi. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn các bạn. Và đây một vòng cái nhà nào thì mình sẽ có món quà. Cái hộp màu tím đó nó có gì trong nha các bạn. Nhà mình cùng đếm tiếp tục nha. Ok, màu tím. 1 2 3 mở. Ủa sao chưa mở ta? 1 2 3. Wow, 20 đá quý nha các bạn. Món cái số 1 đầu tiên là 20 đá quý đó. Giờ mình sẽ nhận 20 đá quý. Ok, nhận thôi. Cái đá quý này rất là cao. Và đây là tiếp tục. Wow, xe màu đỏ xịn. Ôi trời ơi, nó xịn. Ôi nhìn đầu cho mắt quá trời ơi. Cái xe mơ ước của mình đã có trong tay rồi. Ôi oh yeah. Ôi oh, mình đang mơ hả? Ai tán mình đến thôi. Và
đây là chiếc xe màu đỏ nè các bạn, đi chơi Noel trở về đi chơi. Đây cái khói nha, màu đỏ nè các bạn. Đó, cái khói học quà màu đỏ nè. Ai nhầm có nhóc rồi. Dạ này nó tặng thêm. Dễ quê không? Và tiếp tục món quà cuối cùng là gì? Đây là vách ngăn Noel đỏ, không biết để làm gì nữa. Thôi mình lấy luôn, chốt đơn luôn, không chờ nào lại chân. Thôi giờ mình quất cái này vô và mình sẽ thử test thử chiếc xe đỏ nha. Hồi hộp quá, có tốc độ nhiêu. Đây là đá quý mình nhận được nè. Đây là chiếc xe mini Giáng sinh nọ. Còn kế bên đó là khối hộp quà đỏ, tiếp theo đó là cái vách ngăn đỏ nha các bạn, cuối cùng là vách ngăn đỏ nha. Và mình sẽ bấm ok atua kế. Ok, giờ mình sẽ móc chiếc xe này ra nhà để thử thôi. Giờ mình sẽ chọn chiếc xe đỏ này. Đó, mình sẽ quay vòng vòng cho các bạn coi chiếc xe này rất là xịn luôn nha, để coi tốc độ của nó như thế nào. Và các bạn cùng đi theo mình. Let's go. Giờ mình sẽ quay review nó từng chi tiết chiếc xe này. Đó, mình xe màu trắng, cánh cửa, cái đèn màu vàng, hai bóng đèn sao màu vàng, còn nguyên mình là màu đỏ và trắng nha các bạn. Đó, mình sẽ quay đó, đây. Giờ mình cùng chạy thôi. Ui, khói đâu vậy? À, khói trên tinh khí cầu. Đó, tôi đảo một vòng cho bạn coi gì, coi xe đã chưa. Ok, đi thôi, let's go. Ủa, ở đâu có người dễ lên đi? Thôi, để mình đi mà cho hạ nó xuống. Đi, mình đi nha, chuẩn bị tiếp xe. Con này nó nhảy lên. Ui, trời nè. Giờ mình sẽ kiếm chỗ ha, một mình chạy. Hai, ba. Trời ơi, tốc độ rất là đã luôn các bạn. Lên. Xe này tốc độ rất nhanh luôn. Rất đã luôn, chỉ hai chỗ ngồi hay vậy các bạn. Và mình sẽ chạy thôi. Chiêu. Kén đầu này, kén đầu kia, kén luôn không bán ra bán qua luôn. Kén chạy vòng vòng. Ba lên chiêu, tốc độ rất là mạnh hơn chiếc xe màu xanh nha của hồn của mình luôn nha. Hồi xe nhỏ mà chạy nhanh như quỷ, chạy vòng đây chạy vòng kia chạy lượn chạy mà đến nỏ mạng nó rách luôn. Đó, giờ mình xuống, mình sẽ vô cái khu cắm trại này mình chạy nha các bạn. À đây, một chiếc xe của lộn chiếc. Giờ mình tiếp tục chạy một vòng. Giờ mình đã làm xong nhiệm vụ rồi nha, mình không có làm tiếp nhiệm vụ nữa. Mình sẽ thử xe mới. Dù một số của mình rất là nhiều nhưng mà mình không biết mua hay là mình làm gì thôi, mình để đó. Mình chỉ có xe mới là vui rồi. Hồi mình đảo một vòng, đảo vòng vòng qua, vòng lại. Kén người này, kén người đó. Cũng hên là không ai biết tôi chén.
Và đây tôi sẽ chạy lên đây, nó lên núi luôn, lên cái dốc này luôn. Đó, tiếp tục chạy. Đó, đó, chạy xuống đằng này. Thì sau khi tôi test xe xong thì tôi sẽ chạy ra ngoài này mua cây pháo hoa như các bạn. Mua pháo hoa để dành Tết chơi. Đó, tôi sẽ chạy ra đây. Let's go. Ui, xe đó đi lấn mình, ui trời. Giờ mình sẽ chạy, đó, có 2 chiếc màu đỏ luôn. 2 chiếc luôn. Wow. Thì mình sẽ chạy ra cái ông này, nãy mình kén đó mày. Đó, thì mình ra đây mình mua pháo. Mua pháo hỏng để chuột lỗi. Đó, giờ mình sẽ mua pháo khổng nè. Đó, ông có bán là nhiều loại pháo, pháo tia lửa nhỏ. Mình sẽ chốt cái này luôn, 60 đồng 150 đồng chốt cái này luôn. Chốt màu vàng luôn, chốt luôn. Pháo hoa sen. Và tiếp theo là pháo hoa xanh. Tiếp theo, đó. Wow, mình sẽ mua hết cái loại pháo này hôm nay để dành Tết đúng rồi. Đó, cái pháo này cầu vòng, mình rất thích được cái pháo này nhưng mà cứ đâm đi cường thì và mình đã mua hết pháo rồi, giờ mình tiếp tục chạy thôi.
Hôm nay các bạn thấy video mình sao nè? Thì có hay hay không hay thì bạn hãy để comment ở phía dưới cho mình, và đừng quên cho mình một like, một share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình để cho mình có động lực ra thêm nhiều video mới nha các bạn. Chứ đừng bỏ mặc mình buồn lắm. Và chúc các bạn năm mới vui vẻ và xem video vui vẻ nha. Bye bye.